Chiều 1 tháng 8 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 67 năm 2024 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Theo số liệu từ Ủy ban nhân dân tỉnh, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu chính về kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,74% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 194.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với mức tăng từ 8 đến 10% so với cùng kỳ. Bình Dương tiếp tục trở thành địa phương thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước. Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai công tác lập quy hoạch khu công nghiệp cơ khí và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số khu công nghiệp, phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường vành đai 4, khu số 1 thành phố Bến Cát. Theo dõi đôn đốc để nhanh tiến độ thi công đường vành đai 3, tiếp tục triển khai công tác đầu tư các công trình trọng điểm, đường vành đai 4 đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một chân thành, phối hợp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các bước liên quan đến đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành Suối Tiên. Phát biểu kết luận phiên họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới, các sở ban ngành, chính quyền các huyện thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi công năng và di dời các nhà máy tại khu công nghiệp Bình Đường, triển khai kế hoạch thực hiện đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030, chú trọng nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước tập trung để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính chuyển đổi số, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cổng dịch vụ công tỉnh và dịch vụ công quốc gia, chủ động triển khai các biện pháp, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông.